trường tiểu học Liên Thành. Em xin kể một câu chuyện về Bác Hồ với chiến sĩ người Do Tộc. Bác Hồ với chiến sĩ người Do Tộc, anh hùng La Văn Cầu, Do Tộc Tày mãi mãi không quên bữa cơm của bác đãi với rau thịt gà, những sản phẩm do chính bác nuôi trồng. Bác hỏi thăm mẹ Cầu, gửi quà cho mẹ dần cán bộ, tạo mọi điều kiện để Cầu về thăm mẹ, giúp đỡ gia đình. Chiến sĩ người Do Tộc đã lõi Hồ Hồ cho mình như Hồ Vai, Hồ Can Lịch, Hồ Văn Bột. Mùa thu năm 1964, chỉ khoáng ca rinh thêm chiến sĩ người Do Tộc cả tu, tham gia đoàn đại biểu mặt trận Do Tộc giải phóng miền Nam, được ra miền Bắc gặp Bác Hồ. Chỉ thêm kể, đoàn chúng tôi vừa bước xuống xe thì đã thấy bác đứng chờ ngay ngoài sân. Bác ôm hôn thắm thiết các thành viên trong đoàn, chúng tôi theo bác đến dãy bàn tiếp khách kê ngay ngoài vườn đời hoa và nắng. Thấy tôi mặc bộ quần áo Do Tộc, bác nói: "Cháu đúng là con gái Do Tộc cà tu, giữ được tính chất của Do Tộc mình. Chỉ ngon, chỉ cao gặp bác, mừng quá khóc lên." Bác dì giang bảo: "Các cháu gái đừng khóc, gặp bác phải vui chữ. Hai cháu hãy kể cho bác nghe, bà con ta ở Tuyền Tuyến đánh Mỹ như thế nào." Tôi thưa: "Thưa bác, cháu thương cháu nhớ bác. Tất cả đồng bào Do Tộc miền Nam đều thương nhớ bác." Sau đó tôi kể bác nghe một số chuyện chiến đấu của mẹ dẫn anh bên em thơ. Bác nói: "Cuộc kháng chiến của đồng bào miền Nam ta là toàn dân toàn diện, trẻ già gái trai, kinh cả tu cả tăng và đồng bào các dân tộc khác đều sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi." Tôi hiểu đó là bác dành tình thương mênh mông của bác cho tất cả chúng ta. Câu chuyện ngắn gọn nhưng cho chúng ta nhiều bài học lớn. Bài học về tình cảm, sự quan tâm đối với các dân tộc, anh em trong đại gia đình. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh còn theo đi ơn đi đâu? Ai yêu Bác Hồ Chí Minh còn theo đi Việt Nam? Bác chúng em sáng cao cao người thành thơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.